hậu Mỹ Thuật Thủy Tiên đang có cái cảm xúc như thế nào ạ? Lời đầu tiên cho phép Thủy Tiên xin được gửi lời chào đến tất cả các anh chị em, bạn bè của sinh viên trường Đại học Hoa Sen ạ. Thật sự thì Tiên rất là bất ngờ, vì nói chung là ngày hôm qua với ngày hôm nay thì lịch trình cũng khá là bận rộn, và trước khi mà tới đây thì rất là lo, vì không biết là mấy bạn sinh viên có tới đây nhiều hay không. Và khi mà bước vô trường thì vô cùng bất ngờ, em không nghĩ là đông như thế. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, vì nhận được sự yêu thương và ủng hộ của mọi người như vậy là một cái động lực rất là to lớn cho Tiên để Tiên cố gắng hết mình nhiều hơn nữa trong hành trình sắp tới. Dạ, em xin được cảm ơn câu trả lời của chị ạ. Vậy thì xin được dành câu hỏi tiếp theo cho cô Võ Thị Ngọc Thúy, hiệu trưởng của nhà trường. Dạ, vậy thì cảm xúc của cô hiện tại đang như thế nào ạ? Những cái gì mà lúc nãy cô nói đó, thì ngay cái câu đầu tiên mà Tiên nói ra là cô đã thấy đúng như những gì cô thấy ở trên cái sân khấu. Tiên là người rất là bộc trực nhưng rất là tự tin và cũng rất chân thành khi em nói những cái điều từ đáy lòng của mình. Đúng không ạ các em? Vâng, và cái cảm xúc của cô bây giờ là rất là hạnh phúc bởi vì được ngồi cạnh một cựu sinh viên và một sinh viên tài năng của trường. Dạ, vậy thì em có thể cảm nhận được là cái sự tự hào trong cô nó lan tỏa hết nguyên cái hội trường Europe Studio này luôn. Vậy thì đối với nhà thiết kế Tính Thái thì ngày hôm nay được trở về trường cũ và với cái vai trò là vừa là một nhà thiết kế quốc phục cho Hoa hậu mà vừa là một cựu sinh viên của trường, thì hôm nay anh cảm xúc như thế nào ạ? Lời đầu tiên thì cho Tính Thái được gửi lời chào với tất cả các bạn sinh viên tại trường Hoa Sen đang có mặt tại đây, cũng như là tất cả mọi người đang xem chương trình qua livestream. Để gọi là cái cảm xúc của Tính thì nó giống như là một cái duyên số khi mà Tính cũng được đào tạo và bước ra từ trường Hoa Sen, và Tiên cũng vậy, thì như là duyên kết nối với duyên, và có những cái năng lượng chúng ta đã được đồng điệu cùng với nhau, và rõ ràng là nó như là một cái sự kết hợp hài hòa đồng điệu giữa Tính và Tiên, và đã cùng nhau để tạo ra những cái giá trị mà có thể cùng nhau thăng hoa, cùng nhau cho mọi người được những cái cảm xúc thăng hoa hơn, thì với Tính đó là một cái niềm hạnh phúc vô cùng lớn, cũng như là cái việc được ngồi tại đây, được giao lưu cùng với mọi người, được giao lưu với cô, với tất cả mọi người ở đây, thì nó cũng là một cái niềm vinh hạnh và cái niềm hạnh phúc vô cùng lớn đối với Tính. Dạ, em xin cảm ơn lời chia sẻ của anh. Thì thật sự là có những cái duyên nó rất là khó lý giải luôn. Và ngày hôm nay chúng ta đều được nhìn thấy những cái gương mặt vô cùng tài năng trên sân khấu của Europe Studio ngày hôm nay. Và nếu mà các bạn có theo dõi một cái hành trình rất là dài của Hoa hậu Mỹ Thuật Thủy Tiên, thì chắc hẳn là quý vị đều cảm nhận được một cái sự quyết tâm và một cái sự tràn trề năng lượng trong cái quá trình mà cô bước tới chiếc vương miện này. Vậy thì Hoa hậu Thủy Tiên có thể chia sẻ một vài cái kỷ niệm mà cô đáng nhớ trong cái hành trình mà tham dự cuộc thi, cũng như là cách mà bạn đã thể hiện và luôn giữ cho mình cái nguồn năng lượng tràn trề như vậy? Thật sự là suốt cái hành trình mà em đi thi thì cái kỷ niệm nào cũng là một cái kỷ niệm đáng nhớ hết, vì mỗi ngày đều có một nhiều cái sự kiện khác nhau và lịch trình rất rất là dày đặc để chọn một cái kỷ niệm đáng nhớ. Rồi bây giờ hiện tại là không, trong đầu không nhảy số được một cái kỷ niệm nào hết, nhưng mà để gọi là để lúc nào mà cũng để giữ được một cái lửa trong suốt cái hành trình đi thi như vậy, thì em nghĩ là nó phù hợp với câu nói như thế này. Cái câu nói đó cũng là nó là sống như cái ngày gọi là như cái lần cuối cùng mình được sống, thì em đi thi lần này như cái lần cuối cùng mà mình được đi thi vậy đó. Cho nên là ngày nào cũng phải cố gắng hết sức, vì đây đối với em trả lời rất là nhiều trên báo rồi, Miss Grand International với em là một cái lần cuộc thi hoa hậu cuối cùng mà em tham gia. Cho nên là em thi và em cố gắng hết sức hết mình, vì đối với em nó như là một cái cơ hội cuối cùng để mình được chứng minh cái năng lực thật sự của mình đối với khán giả, đối với người hâm mộ. Cho nên là em cố gắng hết sức. Thì đây em cũng nghĩ là nó không chỉ với riêng về các cuộc thi hoa hậu, mà có thể là chung trong cuộc sống của tất cả mọi người. Khi mà mọi người sống hết mình vì một cái điều gì đó và đam mê hết mình vì một cái điều gì đó, thì nó sẽ thành công, không sớm thì muộn cũng sẽ thành công. Quan trọng là bạn phải luôn giữ được một cái gọi là một cái niềm đam mê mãnh liệt đối với cái điều đấy. Dạ, em xin cảm ơn lời chia sẻ của chị ạ. Và em cũng xin được hỏi cô Thúy một câu là vậy thì cái cảm xúc như thế nào của cô khi mà biết được là Hoa hậu Thủy Tiên đăng quang, và cái giây phút đó thì cô đã có những cái feeling như thế nào, và cô có thể chia sẻ với tất cả các bạn sinh viên ở đây được biết được không ạ? Cái giây phút mà lúc mà Tiên cầm tay, mà hai người cầm tay nhau để mà chờ đó, mà cô cứ nghĩ cái giây phút đó nó giữa cái màn hình tivi của mình nó không có khoảng cách. Và khi mà đọc tên là Miss của Việt Nam thì thực sự là nổi da gà, và bây giờ nói nó vẫn còn cái cảm giác đó ở trong người. Nổi da gà là bởi vì là mình biết đây là sinh viên của trường mình, và mình mong đợi nó giống như là một cái như là Tính nói như một cái duyên nào đó, mặc dù nó chưa gặp nhưng nó vẫn nằm ở trong người của mình. Và ngay lúc đó là khi ấy là cô bắt đầu cô nhắn tin cho rất nhiều người, rất nhiều các thầy cô ở trong trường, sinh viên trường mình Thủy Tiên đã đăng quang rồi, ABCD như thế, cảm giác nó rất là lớn. Và cái suy nghĩ của cô lúc đó là em Tiên đã vượt ra khỏi mọi giới hạn. Cái câu mà beyond boundaries,
cái tinh thần của nhà trường, đúng là Tiên đang làm được cái điều đó. Dạ em xin cảm ơn cô ạ. À. Và đặc biệt là không biết là các bạn có nhớ những cái ấn tượng của thế giới về Hoa hậu Thùy Tiên của chúng ta hay không? Nhưng mà một trong những cái yếu tố khiến cho Hoa hậu Thùy Tiên vô cùng ấn tượng đó chính là khả năng ngoại ngữ vô cùng trôi chảy của cô. Và với thời đại ngày nay thì khả năng ngoại ngữ cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng và thiết yếu để chúng ta có một cái sự tự tin và có nhiều cơ hội trong nghề nghiệp hơn. I have one question for you, Miss Thùy Tiên. Can you share to people all around here about how you improve your English skill so that you have like wonderful English skill like the way you show in the Miss International University? Yeah. It's actually not wonderful English skill. I feel embarrassed when you say that I have wonderful English skill. It's not like that. It's actually, I think the most important thing when you learn a new language that you have to like be confident when you speak it and like get used to it. Like you have to practice every day. You have to like get your mouth to get used to what you say every day. And actually when you translate or when you, how to say that, like analyze my sentence or my speech, you will see some grammar mistakes, some grammar like incorrect. But yes, but I believe that when I go to a competition, it's not about I go to the IELTS speaking test. It's about how I speak to like, how to say that, it's about how I speak to like, I forgot the word. See, when you like when you learn a lot of languages, sometimes you like have the mistake like that. How to make people to understand what you say and how to make people to believe in it. And the first thing that you need to do to make people to believe in it, that you have to believe in what you say to. So be confident and don't be scared to speak the wrong word or you have the grammar incorrect in your sentences. It's not about, for me, in the competition, it's not about like the grammar incorrect or something like that. It's about like the other people believe in what you say. That's it. Yeah, thank you for your sharing. Các bạn ơi, thì các bạn có bổ sung một tí thế này nè. Dạ. Chương trình mà Thùy Tiên học là 100% hoàn toàn bằng tiếng Anh. Và cũng vì cái tiếng Anh của Tiên rất là tốt cho nên là Tiên cũng là MC trong cái chương trình khai giảng của Patel. Và ngay từ cái lần đầu tiên em bước vào chương trình Patel thì đã rất là ấn tượng với cái tài năng về ngôn ngữ của Tiên rồi. Và ngoài tiếng Anh thì là Tiên còn có tiếng Pháp đúng không em? Và tiếng Thái nữa. Mới trong tháng là có tiếng Thái nữa đúng không? Rồi, chúc mừng Tiên. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đúng là như cô Thúy nói là chương trình Tiên học là chương trình Vatel là 100% tiếng Anh. Cho nên là cái lúc mà học thì mình cũng đã được tập luyện rất là nhiều rồi. Nhưng mà thật sự mà nói thì Tiên cũng không gọi là nói tiếng Anh mà như kiểu IELTS 8.5 đâu mọi người. Vẫn có sai rất là nhiều lỗi. Và thật sự là từ lúc mà đi thi, tập luyện, lo đi thi thì mình cũng không có được tập luyện lại ngữ pháp tiếng Anh nhiều đâu. Nên là nói thì cứ nói theo kiểu bản năng và nói theo thói quen và nói theo cái những gì mà mình hay nghe và mình hay nghe nhạc nữa, đúng rồi, nghe nhạc và gọi là nghe lúc mà Tiên tập luyện, Tiên đi thi Tiên cũng có nghe những cái bài ứng xử các hoa hậu nước khác rất là nhiều để mình tập luyện và tập luyện cho mình một cái mindset để mình xử lý nhạy bén thông tin khi mình trả lời câu hỏi nữa. Dạ, vậy thì gia đình nghĩ là chắc là ở trong hội trường ngày hôm nay các bạn cũng đang rất là nóng lòng để Hoa hậu Thùy Tiên có thể nói thử một vài câu tiếng Pháp để cho các bạn có thể lắng nghe được không ạ? Lời đầu tiên thì em xin được phép nói là em cũng hơi trả thầy trả cô một chút xíu nha. nhưng mà nếu mà nói gọi là giới thiệu bản thân một cách đơn giản thì em cũng nói được chút. Bonjour, je m'appelle Thiên, j'ai 23 ans, je suis étudiante, je suis vietnamienne. Yeah. Các bạn ơi, các bạn có thể cho Hoa hậu Thùy Tiên một tràng pháo tay được không ạ? Dạ và gia đình xin cảm ơn Thùy Tiên. Vậy thì bây giờ để cho cái hội trường này nó được thay đổi không khí thì chúng tôi xin dành phần đặt câu hỏi dành cho tất cả các bạn đang có mặt trong hội trường Euros Studio ngày hôm nay. Và bây giờ các bạn ơi, các bạn hãy tự tin mạnh dạn giơ tay lên và gia đình sẽ mời các bạn để có những cái câu hỏi đặt cho Hoa hậu Thùy Tiên của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn ơi. gia đình thấy có một cánh tay đến từ phía. Dạ đúng rồi. Dạ em xin mời ạ. Bạn có thể giới thiệu về bản thân cho các bạn trong hội trường của chúng ta ngày hôm nay được biết được không ạ? Xin chào mọi người. Dạ, xin chào mọi người. Em tên là Trần Ngọc Bảo Hiên. Em học chuyên ngành ngôn ngữ Anh và chuyên ngành là giảng dạy tiếng Anh. Và hôm nay em muốn đặt câu hỏi cho chị Thùy Tiên ở đây. Xin phép cho em được nói bằng tiếng Anh. I am happy to
see you today, so I have a question for you. What activities have you joined in Thailand after being enrolled as Miss Green International 2021? Okay, thank you for your question. The activity that I enjoy in Thailand after I crowned Miss Green International, I go to the final competition of Miss Green, the Miss Grand Province in Thailand, like Miss Grand Chiang Mai, Miss Grand Chiang Rai, Miss Grand Lampang, Lampoon. And I take some photo shoot for Miss Grand Bangkok because when they start to organize, I'm not in Thailand. And I do some charity in Thailand. I go to the school that they teach disabled children. Yeah, something like that. Yeah, thank you. Các bạn ơi, các bạn, mình thấy ở phía cuối hội trường có một bạn giơ tay rất là cao. Ban tổ chức ơi, ban tổ chức có thể là truyền mic cho bạn đó được không ạ? Bạn ơi, thì đầu tiên thì bạn có thể giới thiệu về bản thân mình cho các bạn trong hội trường được biết. Chào mọi người, mình là Trần Giá Minh đến từ ngành quản trị kinh doanh của trường Hoa Sen. Em biết là trước khi chị tham gia Miss Grand thì chị có rất nghe có rất nhiều áp lực á, thì làm thế nào để cho chị vượt qua áp lực đó. Dạ, cảm ơn. Tiên cảm ơn bạn nha. Ý bạn hỏi là trước khi Tiên đi thi Miss Grand thì Tiên có rất là nhiều áp lực và cái bí quyết nào để Tiên vượt qua áp lực đó đúng không ạ? Ok. Thì thứ nhất là Tiên nghĩ là vì mình đã trải qua nó nhiều quá rồi nên mình bị quen. Và giống như nãy Tiên có trả lời đó, giống như Tiên đi thi Miss Grand, trước khi Tiên nhận lời thi Miss Grand thì Tiên đã biết chắc là với quá nhiều sự lựa chọn mà chị Dung đưa ra thời điểm đó thì Tiên là một cái tên nhạt nhòa nhất. Và nếu mà cái tên của Tiên xuất hiện sau gọi là cái sự vote phiếu bầu đó thì chắc chắn là sẽ là có một cái sự tranh cãi và nhiều ý kiến trái chiều đưa ra, thì mình nghĩ là mình chắc chắn là mình phải vượt qua được những cái điều đó thì mình mới nhận lời tham gia. Cho nên là khi mà cái tên của Tiên được công bố ra rồi thì Tiên đã gọi là lường trước được cho mình những cái ý kiến trái chiều nó sẽ là như thế nào, nó sẽ là những cái gì. Cho nên là Tiên chấp nhận và Tiên đón nhận mọi thứ nó cũng nhẹ nhàng hơn, vì thứ nhất là khi mà mình đã lường trước được mọi việc á thì mọi thứ nó cũng nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Và vì thật sự Tiên nói là đúng là một cái cô gái nhạt nhòa như vậy thì Miss Grand International là một cái cơ hội để Tiên không còn là một cái điều gì đó nó nhạt nhòa nữa. Cho nên mà khi mà mọi thứ nó tới mà mình cứ ngồi mình buồn, thì nói chung là buồn thì tất nhiên là có đó, tuổi thân cũng có đó, buồn khóc lóc có không ta, để nhớ lại coi. Chắc cũng có một chút đó, nhưng mà cảm xúc là những cái nhất thời đó, cái quan trọng lúc cuối cùng là khi cái cảm xúc qua đi, cái lý trí của mình sử dụng nó như thế nào. Thì cái quan trọng là Tiên đã sử dụng nó đúng đắn và hợp lý và chỉ nhận lại cho mình những cái góp ý để biết hoàn thiện bản thân nó tốt hơn thôi. Và nhận thức được rằng là những cái trái chiều nó sẽ tới và biết được rằng cảm xúc nó chỉ là những cái nhất thời và ở một cái thời điểm nhất định. Cái quan trọng vẫn là cái cách bạn giải quyết và bạn ứng xử với mọi việc nó đến với trong cuộc đời bạn như thế nào. Và cái điều đó Tiên nghĩ là một cái điều mà Tiên cũng muốn gọi là nói cho các bạn sinh viên, các bạn ở đang một cái độ tuổi rất là trẻ, biết được điều đó để tập luyện cho mình một cái gọi là cố gắng vượt qua mọi cái cảm xúc nó hay là mọi cái biến cố có thể xảy ra trong cuộc đời bạn. Dạ, em xin cảm ơn chia sẻ của chị ạ. Vậy thì ở đây thì Gia Điệp chắc là có một cái câu hỏi dành cho Hoa hậu Thùy Tiên là vậy thì Gia Điệp không biết là Hoa hậu Thùy Tiên xem cái cuộc thi này, cái cuộc thi là Miss, cuộc thi Miss này nó như thế nào, và nó có như là một cái cơ hội hay là nó là một cái thách thức để chị thách thức bản thân mình để vượt qua giới hạn của bản thân mình, thì chị đang xem nó như thế nào ạ? Nó là vừa là một cái cơ hội và nó cũng vừa là một cái thách thức. Thì cái câu đó em có thể nói là nó cũng là một cái cơ hội để Tiên cũng có thể thách thức cái bản thân Tiên. Vì thật sự là Tiên thi hai cuộc thi quốc tế, thì Miss Grand International với cái cuộc thi trước mà Tiên thi nó là hai cái tiêu chí khác biệt nhau. Cho nên là khi Tiên thi Miss Grand International cũng là một cái cơ hội để Tiên thách thức bản thân Tiên ở một cái khía cạnh mới mẻ hơn và khám phá bản thân ở một cái gọi là khám phá toàn diện bản thân Tiên nhiều hơn. Dạ, em xin cảm ơn lời chia sẻ của Hoa hậu Thùy Tiên ạ. Và có thể thấy là sức hút của Hoa hậu Thùy Tiên vô cùng tuyệt vời đúng không các bạn? Và bây giờ thì chúng tôi có một phần mini game nho nhỏ dành cho các bạn sinh viên. Và chắc chắn là đã chơi thì sẽ có quà lớn. Và chúng tôi sẽ đặt những cái câu hỏi và ai giơ tay nhanh nhất thì sẽ được quyền trả lời. Thì phần này thì khi mà khán giả trả lời á thì các bạn bên tổ chức sẽ truyền micro...
Tiên vừa đáp xuống Thái, Tiên lấy hành lý xuống là đang đi là Tiên bỏ guốc ra luôn cả nhà. Kiểu phải lấy hành lý rất là nặng cho nên là bỏ guốc ra để lấy hành lý xuống. Thì khi như vậy, mọi người xung quanh, mọi người thấy như vậy, mọi người cũng giúp đỡ Tiên. Cho nên rất là may mắn là có những người xung quanh đó mà họ cũng giúp đỡ mình hết. Dạ, em xin cảm ơn chị ạ. Thì đến với câu hỏi thứ hai. Trang phục, quốc phục của mình thấy cánh tay đầu tiên đến từ bạn nữ. Bạn nữ ở phía bên phải. Dạ đúng rồi. Dạ dạ bạn đó, dạ bạn đó. Dạ em chào chị. Em xin trả lời là bộ quốc phục tên là Blue Angel. Thì với câu trả lời này thì chắc là em xin mời nhà thiết kế Tính Thái có thể đưa ra câu trả lời cho các bạn được không ạ? Cho anh trả lời lại với bạn là cái tên Blue Angel là đúng, và cậu cũng có cái tên bộ quốc phục có tên tiếng Việt đó là Thiên Thần Xanh. Chúc mừng bạn. Dạ thì đến với câu tiếp theo thì giai điệu cũng được ban tổ chức nhắc nhở là phải nhìn xa trông rộng hơn để có thể cho các bạn ở xa những cái cơ hội nữa. Thì đến với câu hỏi thứ ba là khi được hỏi thích nhất điều gì ở Thái Lan tại đêm chung kết thì Hoa hậu Thùy Tiên đã trả lời như thế nào? Các bạn áo trắng, dạ cái hàng cuối bên tay trái, ông phải hàng thứ ba bên tay trái, các bạn áo trắng đúng không ạ? Đúng, đang chỉ nè, bạn đang chỉ nè, đúng rồi ạ. Dạ em xin trả lời câu hỏi của chị ạ. Em chị thích nhất là đồ ăn của Thái với lại là con người của Thái Lan ạ. Vì con người Thái Lan rất là thân thiện. Mình xin cảm ơn câu trả lời vô cùng chính xác đến từ bạn. Thì không biết là ở câu hỏi này thì không biết là chị Thùy Tiên ơi, chị có thể chia sẻ một chút xíu về con người cũng như là đồ ăn ở bên Thái Lan nó như thế nào mà khiến mà chị rất là thích thú những cái điều đó tại Thái Lan ạ. Thích thú thì một phần là cũng giống con người Việt Nam mình, vì thứ nhất là cái văn hóa và cái lối sống người Đông Nam Á nó cũng giống Nam Á như nhau, nên là cảm thấy rất là gần gũi với người dân Thái, đặc biệt đồ ăn Thái. Chỉ có điều đồ ăn Thái hơi cay một chút, nên là đi ăn lúc nào cũng phải kêu là đừng cay hoặc là cay ít thôi. Nhưng mà người dân Thái thì họ rất là dễ thương, lúc nào nồng nhiệt, một cái đất nước du lịch mà họ lúc nào cũng rất là nồng nhiệt với khách du lịch và rất là gọi là chào đón mình, nên là cho Tiên cái cảm giác rất là nồng ấm. Dạ em xin cảm ơn chị ạ. Và mình cũng xin chúc mừng câu trả lời chính xác từ bạn. Và đến với câu hỏi thứ tư của chương trình là Thùy Tiên đã thắng bao nhiêu giải vote của Miss Green International 2021? Câu này rất là khó nha mọi người. Vẫn là bạn đó. Dạ bây giờ chúng ta sẽ truyền mic đến cho bạn cuối khán phòng được không ạ? Chào Tiên lần nữa. Theo em là có hai giải. Một giải là Best Swimsuit do Fanford và Best National Custom do Fanford. Thiếu rồi. Thôi có một quà được rồi, để cho bạn khác đi. Có một cái thôi. Có một cái thôi. Không có quà. Ủa không có quà. Ủa không, mọi người không ai nhớ hả? Các bạn ơi còn lần. Để em trả lời xong em lấy quà luôn nha. Dạ em gia đình thấy một cánh tay đến từ bạn nam đang đội nón. Dạ bạn có thể trả lời câu hỏi này ạ. Bạn có thể nói to lên cái đáp án của bạn luôn. Dạ bạn lần đó là sim suốt top năm mà coi mấy giải, ba giải, ba giải. Chính và xác đó à. Chính là câu hỏi chính xác, câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. Là và... hồi nãy bạn kia trả lời thiếu một cái giải là Top 5 Before Arrival, một cái special dinner với Mr. Nawad, Miss Teresa và Miss Abina, Miss Grand International 2020. Thì ban tổ chức mới bật mí cho gia đình là phần quà của các bạn đó chính là những chiếc áo. Và đặc biệt sẽ được Hoa hậu Thùy Tiên ký sống trên sân khấu cuối chương trình. Cho nên là các bạn ơi, các bạn hãy nhanh chóng, hãy nỗ lực hơn để có thể giành được những chiếc áo đó nha. Và đến với câu hỏi thứ 5 của chương trình là tại cuộc thi Miss Green International 2021, Hoa hậu Thùy Tiên được mệnh danh là người đẹp gì? Mình có thể thấy một cái cánh tay đến từ bạn ở bên ngoài cùng bên mà cái áo nâu nâu, đeo cái khẩu trang màu xám đúng không? Hay màu trắng vậy? Dạ, màu trắng. Chào chị. Viết. Alo. Chị cùng danh là. Alo. Dạ. Alo. Dạ, chị được mệnh danh là Miss Cut Out của Miss Grand International. Wow. Và đó cũng chính là câu trả lời chính xác cho câu hỏi này.
Và đến với câu hỏi thứ 6, các bạn ơi, chúng mình chỉ có vài câu hỏi thôi, cho nên là các bạn hãy nhanh chóng giơ tay nha. Đến với câu hỏi thứ 6 là Thùy Tiên đã giới thiệu món ăn vặt nào tới ban tổ chức Miss Green International 2021? Và cánh tay đầu tiên thì chắc là Điềm thấy bạn nam đội nón trắng giơ tay đầu tiên, cho nên là chắc là Điềm mời bạn. Wow, mọi người có nghe bạn ấy nói lại không ạ? Bánh tráng trộn nha. Dạ, vậy thì đó có phải là câu trả lời chính xác không chị? Đúng rồi, đó là một câu trả lời chính xác ạ. Vậy thì xin chúc mừng bạn. Tiên còn trộn bánh tráng cho cái chị nhân viên ăn thử nữa cả nhà. Mọi chị nó ăn rất là ngon luôn á. Mà Tiên trộn rất là ngon nha. Một cái tay nghề mới được phát hiện. Wow, có bạn nào mong muốn được chị Thùy Tiên trộn bánh tráng cho anh không ạ? Dạ, thì đến với câu hỏi thứ 7 của chương trình là Hoa hậu Thùy Tiên đăng quang vào ngày bao nhiêu? Thì câu này thì Điềm thấy được cái bạn mặc áo cam, bạn mặc áo cam giơ tay rất là nhanh. Thì chắc là Điềm mời bạn. Dạ em thưa chị là ngày 4 tháng 12 ạ. Dạ chị ơi, thì đó có phải là câu trả lời chính xác không chị? Có chính xác không các bạn ơi? Có ạ. Vậy thì mọi người ơi, thì ngày này rất là quan trọng luôn, cho nên là mọi người hãy khắc cốt ghi tâm là ngày 4 tháng 12 là ngày đăng quang của Hoa hậu Thùy Tiên nha mọi người. Và đó cũng là những cái câu hỏi mà ban tổ chức dành tặng cho các bạn trong cái phần hỏi đáp này. Và các bạn ơi, ở cuối giờ thì các bạn hãy lên sân khấu để...